Bảo. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, dạ bây giờ quý vị của mình đã có lá vé trên tay chưa ạ? Nếu mà quý vị nào mình có lá vé trên tay rồi, mình kiểm tra dùng văn linh. Dạ, là bây giờ á, một trên tờ lá vé là có 60 con số tương ứng với 60 trái banh ở trong lồng cầu. Dạ và chúng ta sẽ dò hàng ngang quý vị nha. Dạ, khi mà chúng ta mà đủ 4 con số hàng ngang là chúng ta sẽ kinh. Và quý vị mình giơ tay thật là cao và chúng ta chạy thật nhanh lên sân khấu và sẽ nhận phần quà của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Dạ rồi, quý vị nào đã có vé trên tay và đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời xin được phép bắt đầu dò số. Và bây giờ xin mời bạn Phong Linh số danh 002 sẽ đến với phần dự thi đơn ca với nửa ca khúc của mình. Xin mời bạn. Nói là thành Dông Linh. Mình nghe lộ. Thì xin chúc mừng phần trình diễn của Phong Linh. Phong Linh có một cái gương mặt rất là thiện cảm, nhìn rất là dễ thương. Cái phần cơ số hồi nãy của Phong Linh thì nó hơi còn sai nhịp một chút. Tại vì cái tempo của đoàn bây giờ hát là nó nhanh hơn xưa rất là nhiều rồi. Cho nên nếu mà mình muốn thi vô á, thì cái tempo mình nó phải chắc, cái nhịp mình phải chắc. Rồi còn cái phần kêu số thì nó hơi bị chật nhịp một chút xíu thôi. Mà còn cái phần hát thì rất là dễ thương, rất là hay. Xin chúc mừng Phong Linh. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ ban giám khảo Phi Thanh Nhân Lậu. Bây giờ chúng ta sẽ đến ban giám khảo, trưởng ban giám khảo Lộ Lộ. Xin mời chị. Ủa chị tưởng được chị tổng kết hả chú? Rồi cho chị hỏi là Linh đang làm cái gì nè? Dạ, hiện tại em là hướng dẫn viên du lịch ạ. Và em dẫn tour trong nước hay là nước ngoài? Dạ, trong nước. Trong nước hả? Dạ. Em nghĩ sao về những cái hiện tượng mà hướng dẫn viên du lịch đang rất là nổi tiếng ở trên TikTok hay là trên mạng xã hội bây giờ? Dạ, thưa chị là nếu mà tính ra là mấy bạn hướng dẫn viên á, là bạn nào cũng rất là hoạt bát và vui vẻ.
Dạ, và lô tô thì bây giờ là trong ngành hướng dẫn viên luôn, em gọi là ngành hướng dẫn viên luôn, là mấy bạn áp dụng lô tô rất là nhiều, hoặc náo trên xe cho khách, và có thể là thực hiện những cái chương trình như là trong gala dinner buổi tối luôn. Dạ, cho nên là MC ở lô tô đó là gắn liền với hướng dẫn viên rất là nhiều, và cho nên là em đến đây với cái một mong muốn là được đồng hành với đoàn mình để có thể thử sức nhiều hơn và học tập nhiều hơn ở bên lĩnh vực lô tô nữa. Dạ, cảm ơn. Ok, chị là đang tuyển nhân viên chứ chị không tuyển thực tập sinh, cho nên là cái đó phải cân nhắc lại nghe. Nhưng mà nó rõ ràng vậy nè, chị cũng có những người diễn viên của Sài Gòn Tân Thời giống như chị gì ta, chị Cầu Cầu cũng đang là giống hướng dẫn viên du lịch mà chị dẫn tour quốc tế, thì là đối với chị là ở mỗi lĩnh vực nếu mà mình thật sự là nổi bật trong lĩnh vực đó thì người ta sẽ biết tới liền, mà hướng dẫn viên du lịch á cũng cần phải sự duyên dáng giống như sân khấu lô tô đang cần. Nếu mà em thấy được cái sự tương đồng đó mà em thật sự là ở cái phần việc em đang phụ trách nó đang tốt như vậy đó, thì em sẽ rất dễ dàng khi hòa nhập với Sài Gòn Tân Thời. Cái đó là chị nói thiệt. Còn nếu mà ở cái mảng đó mà em làm nó đang có vấn đề thì em thật sự rất khó để commit ở Sài Gòn Tân Thời. Cho nên chị nói cái điều này để cân nhắc là bản thân chị thì không có ý kiến ở hai phần thi của em, chỉ có lô tô nó hơi để cho mấy bạn giám khảo người ta sẽ nhận xét. Còn chị đang góp ý cho em về cái việc là nếu em đặt hết cái kỳ vọng vào cuộc thi và em muốn trở thành một nhân viên của Sài Gòn Tân Thời và công việc của em, thì nên cân đo đong đếm lại, tại vì nó rất là liên quan với nhau ở chỗ đó. Tại vì chị thấy nhiều bạn có nhân viên du lịch rất duyên dáng, thậm chí duyên hơn những thành viên Sài Gòn Tân Thời rất nhiều luôn, nhưng mà họ chính sự duyên dáng nó mang tới sự thành công rất là lớn cho họ trên trong cái lĩnh vực của họ, giống như bé Bảy dẫn tôi hái rồi gì đó kiểu như vậy. Thì chị cũng hy vọng là em sẽ hiểu được cái tâm lý của chị. Tại vì chị nghĩ là em nếu mà nói mà đi làm hướng dẫn viên thì chị vẫn chưa thấy được cái năng lượng của người hướng dẫn viên trong cái phần thi của em. Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe thêm một lời nhận xét nữa đến từ ban giám khảo Xuân Tâm. Xin chào anh Phong Linh, mã số 002. Phần trình diễn của anh thông qua hai phần thì nó bị xìu. Cả hai phần luôn đều bị xìu. Bài hát đó thì rất là vui, nhưng mà giọng thì rất là xìu. Rap thì như đọc luôn. Đó, rap như đọc luôn. Còn cái phần lô tô á thì anh kéo tông á. Rap là chưa đọc là như đọc. Rap như đọc luôn. Hả? Chị hiểu không? Đúng là Xuân Tâm. Nó không có được cái nhịp trong rap á. Nó phải có một cái năng lượng. Thì nói gì như rap mà như đọc luôn thì ta bởi nó gọi là đọc. Đúng rồi, nếu mà người ta đọc rap rồi chứ mình không gọi là đọc. Chị hiểu không? Đó. Hiểu không? Không, cái này phải nói là em hiểu không á. Thì cái vấn đề ở đây á, cái vấn đề ở đây á, đó là khi mình đọc rap hay là mình hát, cái bài hát của anh là một bài hát rất là vui, nhưng mà cái năng lượng anh mang lại cho mọi người nó chưa có đủ. Về phần lô tô á, thì cách kéo tông của anh, dẫn tông á, nó cũng không có năng lượng nữa. So với cái phần mà lúc mà anh đứng nói chuyện bình thường với mọi người thì nhiều khi nói chuyện bình thường là nó còn năng lượng hơn. Đó, cho nên là để cái này rút kinh nghiệm. Với lại thứ có một cái rất là lưu ý, đó là với lại tất cả các bạn thí sinh luôn, đó là cái eye contact của mình đối với lại giám khảo nữa. Tại vì giám khảo đang nhìn các bạn, chứ không phải là mất các bạn nhìn qua bên này, nhìn lên trời, nhìn trên này, nhìn trên kia. Các bạn phải mang lại một cái sự tự tin nhất đối với giám khảo thì ban giám khảo mới thấy được bên trong các bạn có gì. Còn nếu như các bạn nhìn bên này thì đó là thể hiện cái sự các bạn đang gọi là thiếu tự tin rồi. Cho nên là em mong rằng nếu như vào vòng trong nữa thì anh cũng có rất nhiều tiềm năng và ngoại hình rất là sáng, mà nhiều khi túc tác lại một chút nữa thì không biết là Vũ Huỳnh Bảo với Kim Trọng với anh thì ai sáng hơn thì chưa biết được. Chúc anh sẽ gặp thật nhiều may mắn và có cơ hội vào vòng trong. Thank you. Yeah, cảm ơn Xuân Tâm rất là nhiều. Ai sáng hơn thì chưa biết, nhưng mà khi mà đã bàn đến đọc rap thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón màn thị phạm đến từ ban giám khảo Xuân Tâm với màn đọc rap để tăng thêm những kinh nghiệm khi mà các bạn đứng trên sân khấu đầu của Sài Gòn Thời mà đọc rap. Xin mời cho em xin một cái nhịp đi anh. Dạ nhịp và dạ cho em con với số 17 đi. Quý vị xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho nữ ban giám khảo Xuân Tâm ạ. Từ lô tô nha, đừng lô tô nha. Lô tô đi. Cho mấy đâu không biết đánh bạc, biết rap đâu má. Hey. Nha. Số chị đây à, mấy chị đây, cái mấy chị đam, mấy chị đây, cái mấy chị đam, mấy chị đây, số chị đây, cái mấy chị đây à. Hà Nội con lấy đẹp nhất là về đêm cùng chị, là lúc ông em tận chặt bắt con bạn nhạc của cô ta thương đến. Nhưng bắt chặt nhạc đông ta vì ký ức không đêm, giật vì chậm nhớ anh không đêm.
số 2. Yeah. Có xứng đáng là thế, một tràng vỗ tay đúng không ạ? Quá đỉnh. Thật sự là thì anh chỉ còn thiếu cái năng lượng thôi. Nhưng mà cái năng lượng khi mà mình làm việc quen trên sân khấu rồi chắc chắn là mình sẽ có. Nên là em tin chắc rằng nếu như vòng trong thì anh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn nữa. Dạ. À, cảm ơn lời nhận xét từ các ban giám khảo. Hy vọng đây sẽ là hành trang để anh mang theo nếu có cơ hội vào vòng trong. À, và ngay bây giờ đến phần quan trọng nhất, ban giám khảo sẽ dựa bạn để quyết định anh có biết vào vòng thi tiếp theo hay không. Và bây giờ 3, 2, 1, xin mời kết quả. Yes. Chúc mừng thí sinh câu hai, chúng ta nhận được 3 vé, tức là đồng nghĩa với việc anh sẽ nhận được phiếu chờ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh